chào, mình là Ngọc Vy. Với tình hình giá xăng ngày càng tăng thì tiết kiệm nhiên liệu đã trở thành một trong những tiêu chí vàng khi lựa chọn một chiếc xe đồng hành. Chính vì vậy, Yamaha Grande Bluecore Hybrid ngay bên cạnh mình đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn khó thể bỏ qua, bởi vì đây được xem là mẫu xe tay ga phổ thông tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay. Ngoài ra thì đối với những bạn nữ nào đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga trong tầm giá 50 triệu thì đây cũng là một lựa chọn khá là hấp dẫn. Cụ thể hơn thì ngay bây giờ hãy cùng theo dõi video nhé. Trước hết hãy nói về thiết kế của chiếc xe này, bởi vì đối với một số người, đặc biệt là nữ giới, thì vẻ ngoài là một cái gì đó rất quan trọng. Vẻ ngoài phải thu hút thì mới tìm hiểu bên trong được, và Yamaha Grande Bluecore Hybrid đã làm được điều đó. Dù thiết kế xe không quá mới mẻ nhưng nó cân đối, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, nữ tính, không hầm hố hay là mập mạp quá. Mình nghĩ rằng chiếc xe này sẽ đủ sức chinh phục đa phần nữ giới đấy, bởi vì một cô gái ít nữ tính như mình cũng cảm thấy hài lòng. Nhất là phiên bản đặc biệt trắng ngọc trai mà mình đã đồng hành và chia sẻ với các bạn trong video hôm nay. Hệ thống đèn của chiếc xe này cũng khá đẹp với công nghệ LED, chỉ có đèn xi nhan ở trước và sau là vẫn sử dụng halogen. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái đèn đề mi hình chữ V ở đây tạo thành điểm nhấn thú vị cho mặt trước của xe. Bảng đồng hồ của xe sẽ gồm có hai phần, phần bên trên hiển thị vận tốc, còn bên dưới là bảng TFT màu để hiển thị những cái thông tin khi mà chúng ta đang chạy xe, như là về thời gian, odo, trip, rồi mức tiêu hao nhiên liệu, sự can thiệp của động cơ điện. Chìa khóa xe tất nhiên là loại Smart Key, nhờ vậy mà chị em mình có thể an tâm hơn khi đi xe vì nguy cơ bị trộm xe sẽ giảm xuống đáng kể. Đây cũng là một điểm cộng và mình cũng thích sử dụng Smart Key như thế này, vừa tiện lại vừa hiện đại nữa. Ngoài ra nó cũng có cả chức năng tìm xe để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc xe của mình trong một bãi đỗ xe rộng lớn. Điểm đáng giá nhất của chiếc Yamaha Grande Bluecore Hybrid này theo mình đó chính là tiết kiệm nhiên liệu. Bởi theo kết quả dựa trên số liệu công bố của cục đăng kiểm thì Yamaha Grande Bluecore Hybrid là mẫu xe tay ga phổ thông tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay. Nó chỉ tiêu tốn 1,69 lít xăng cho quãng đường 100 km. Điều này có nghĩa là với 1 lít xăng thì chúng ta có thể đi được gần 60 km. Trong thực tế thì chiếc xe này còn làm tốt hơn cả những gì mình mong đợi. Có đôi lúc mình đi được khoảng 60 mấy km chỉ với 1 lít xăng, thật sự rất là ấn tượng. Ngoài ra thì có một cái điểm cộng nữa, đó là hộc đổ xăng nằm ở phía trước này cho nên rất tiện lợi, đặc biệt là đối với nữ giới, mình không cần phải leo lên leo xuống. Yamaha Grande Bluecore Hybrid được trang bị động cơ Bluecore 125cc kết hợp với động cơ điện Smart Motor Generator và làm mát bằng không khí. Động cơ này cho công suất tối đa 8,2 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 10,4 Nm. Mình khá là ấn tượng với sự bền bỉ của chiếc xe này với kỷ lục chạy 72 giờ liên tục và 1.500 km xung quanh Sài Gòn. Công nghệ Hybrid của Grande thực chất là kiểu lai nhẹ hay còn được gọi là mild hybrid. Hiểu một cách đơn giản nhất thì nó là một motor điện có tác dụng hỗ trợ cho động cơ 125cc của xe và nó sử dụng trên 9 ắc quy. Nhờ công nghệ hybrid này mà chiếc Grande sẽ được hỗ trợ tăng tốc lúc bắt đầu nhanh hơn và mượt mà hơn. Rõ ràng thấy sự hỗ trợ của motor này nhất đó chính là lúc mà chở thêm người hoặc leo lên dốc. Với Bluecore Hybrid, Yamaha cũng mang đến hai tính năng rất hữu dụng, nhất là với nhu cầu di chuyển trong nội thành đông đúc, đó là One Boost Start và hệ thống Start Stop. One Boost Start là nhấn một phát là lên luôn, mình không cần phải giữ tay lâu, giúp khởi động xe rất là nhanh chóng, dễ dàng và không gây tiếng ồn. Còn hệ thống Start Stop, theo như mình được biết thì nó sẽ giúp tắt khẩn cấp động cơ khi xe phanh gấp và sẽ tắt máy nghỉ ngơi khi dừng đèn đỏ khoảng 5 giây. Ở Sài Gòn khi đi ngoài đường thì việc gặp đèn đỏ là rất thường xuyên, cho nên nếu như cứ tắt mở chìa khóa thì hơi phiền phức. Và mình nghĩ rằng hệ thống này rất có giá trị khi di chuyển trong phố. Mình đã chạy chiếc Yamaha Grande Bluecore Hybrid này được một thời gian và mình cảm thấy nó khá phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra thì thiết kế của xe cũng làm cho mình cảm thấy tự tin hơn khi mà đi làm hay là đi cà phê với bạn bè. Theo mình cảm nhận thì khoảng cách yên xe, đầu xe, tay lái các kiểu đều rất là hợp lý, khiến cho dáng của người điều khiển khi chạy được tôn lên đáng kể. Chị em khi mà mua xe thì cũng nên lưu ý điểm này, tránh có lúc lại phải lưng tôm, lưng gù, mất cả phong độ. Bình thường thì mình chạy xe một ngày tầm khoảng 20 km, nhờ sự siêu tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe này mà mình đỡ tốn kém chi phí nhiều. Trước đó số tiền mà mình dùng để đổ xăng cho cái xe mình đang đi mất khá nhiều trong một tháng. Và có một điểm rất thú vị nữa, nói ra có hơi lơ ngơ, nhưng nhiều khi mình đề máy lên rồi mà vẫn nghĩ là xe còn tắt máy bởi vì tiếng máy quá êm. Cũng nhờ sự êm ái này mà khiến cho mình được tăng thêm phần nữ tính, bởi vì thật sự là bình thường mình cũng không nữ tính lắm đâu.
Ngoài máy móc êm ru ra thì chiếc Yamaha Grande Buco Hybrid này còn một điểm cộng rất lớn nữa, đó chính là hệ thống ABS cho phanh trước. Nó khiến mình an tâm hơn rất nhiều khi mà phanh ở trên đường, đặc biệt là trong những trường hợp mà phải phanh khẩn cấp hay là trong mùa mưa đường trơn như hiện tại. Bình thường thì mình chạy xe không chậm lại hay bị giật nảy người, cho nên thường phải phanh gấp trong khá nhiều tình huống. Vì vậy có thể nói là mình cảm nhận rất rõ về cái gọi là ABS này. Từ lúc trải nghiệm xong thì mình nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ luôn mua xe có ABS, giống như là tìm được chân ái vậy. Với chiếc xe cũ không có ABS thì mình đã từng bị té xe, bị xòe rất nhiều lần vì thói quen bóp phanh gấp giống như là nhiều chị em. Nhưng mà với ABS, với Yamaha Grande Buco Hybrid thì mặc dù trời mưa, đường trơn mình vẫn có thể xử lý được và kiểm soát được xe. Mình thật sự khuyên chị em nên chọn Yamaha Grande Buco Hybrid nếu như tay lái không vững và muốn lái xe an toàn hơn, hoặc ít ra là một mẫu xe có ABS. Mình phải dành lời khen cho chiếc Yamaha Grande Buco Hybrid này khi đi trong phố, bởi vì nó rất dễ điều khiển và thoải mái. Có đôi lúc mình cần tăng tốc nhanh thì xe cũng đáp ứng tốt và vọt lên ngay, chứ không có kiểu là cảm giác như vặn tay ga mà xe chưa chịu chạy. Còn có những lúc phải đi vào những đoạn đường mấp mô, không bằng phẳng hay là những khoảng trũng ngập nước của Sài Gòn mùa mưa này thì mình cũng có thể yên tâm hơn nhờ khoảng sáng gầm cao. Đó là trải nghiệm khi lái xe, còn ngoài ra thì mình vẫn còn khá nhiều điểm yêu thích đối với chiếc Yamaha Grande Buco Hybrid này mà mình tin rằng hội chị em cũng sẽ như vậy. Đầu tiên đó là trọng lượng xe. Trọng lượng ước của chiếc xe này chỉ khoảng 100kg, nếu mà so với chiếc xe mình đang đi thì đúng là nhẹ hơn hẳn luôn, cho nên mình cực kỳ thích điểm này. Mình có thể dễ dàng dựng chống đứng hay là lấy xe trong bãi đổ xe, mọi thứ độc lập một mình, giống như cá tính độc lập của mình mà không cần phải nhờ vả ai hết. Điểm thứ hai đó chính là khả năng mang vác của chiếc xe này. Chúng ta có thể mang vác được rất nhiều đồ bởi vì có một cái cốp rộng rãi, một sàn để chân bằng phẳng và cả một cái móc treo đồ tiện lợi phía trước này nữa. Cụ thể hơn một chút thì ở phần cốp này mình sẽ có một cái cốp khá là rộng. Mình thậm chí có thể để cả một cái ba lô có máy tính ở trong đây, không cần phải mang vác lên vai nặng nề và làm nhăn nhúm trang phục nữa. Ngoài ra thì chiếc cốp này còn được lót một lớp vải nỉ và có một chiếc đèn chiếu sáng nhỏ để dễ tìm đồ. Một số người nói rằng có những cái chiếc xe có cái phần cốp còn to hơn, nhưng mà đối với mình, theo mình thì đa số chị em chúng ta cốp như thế này là vừa vặn rồi. Nếu mà quá to thì đôi khi nó lại ảnh hưởng đến thiết kế tổng thể của chiếc xe. Điểm yêu thích thứ ba của mình đó chính là sự thoải mái cho người ngồi phía sau, nhờ vào việc yên xe phía sau này được làm cao hơn một chút so với phía trước và phần gác chân của người ngồi sau cũng rất dễ để bật mở. Tóm lại thì những ngày đồng hành cùng Yamaha Grande Buco Hybrid với mình là một trải nghiệm rất thú vị, nhất là khi mà nó giúp mình tiết kiệm được kha khá tiền. Và một lần nữa cần nhấn mạnh rằng nếu như các bạn đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga phổ thông tầm giá 50 triệu với tiêu chí hàng đầu là tiết kiệm nhiên liệu thì Yamaha Grande Buco Hybrid chắc chắn cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!